001 Rising Harbor Fox Cry. Đây là hình dạng xuất hiện trong movie First Generation vs Zio. Trong thời đại khi Zio xuất hiện, luôn tồn tại một kẻ thù khác là Another Rider. Và tên này cũng đã thay đổi toàn bộ lịch sử của Zero One, khiến Aruto không còn là chủ tịch và mất đi quyền kiểm soát Hidden Intelligence, cũng như thua trận solo với Another Zero One. Anh ấy cũng đã mất Zero One Driver, bị dồn tới bước đường cùng cùng với quân cách mạng. Một người đàn ông bí ẩn mà Aruto nhận ra có lẽ là người cha Human Gear của mình. Ông ấy đã trao cho Aruto sức mạnh của Fox Drive, trở về quá khứ bằng sự giúp đỡ của Zio. Anh chiến đấu bằng trạng thái này thay cho trạng thái của Zero One cơ bản. Tạo hình của Fox Drive Rising Hopper cũng tương tự với những rider khác sử dụng Fox Drive, nhưng với cơ thể của anh ấy, những tấm kim loại chủ yếu là màu đen giống như Zero One, màu xanh neon đặc trưng của Zero One cơ bản. Về thông số, hình dạng này trội hơn so với hình dạng Zero One cơ bản, nó cũng có cái giá của nó. Fox Drive là chiếc hắc lưng chỉ dành riêng cho Mesubo Jinrai. Con người khi sử dụng chiếc hắc lưng này sẽ để lại tổn hại cực kỳ nghiêm trọng lên cơ thể. Khả năng chính của hình dạng Rising Hopper Fox Drive cũng tương tự với hình dạng cơ bản, đó là khả năng gia tốc và nhảy cao, giúp Zero One trở thành chiến binh cực kỳ cơ động. Và màn chiến đấu với Ichikata cũng là màn so kè tốc độ của hai cha con đỉnh cao của toàn bộ tập phim. Rising Dystopia, đây là trạng thái cường hóa với Fox Drive. Anh tỏa ra một luồng năng lượng màu đỏ, cường hóa bản thân bằng nguồn năng lượng này, cho phép anh ra đòn cũng như né tránh ở tốc độ cực kỳ cao. Đòn thứ hai là đòn kết liễu Rising Utopia. Anh ấy tụ lực ra một đòn cực kỳ mạnh với sức mạnh từ Fox Drive, áp đảo bọn chúng bằng sức mạnh của tia sét đỏ. Sau đó anh nhảy lên không trung và thực hiện một cú Rider Kick bao phủ vào năng lượng xanh lá của Zero One, tiêu diệt hoàn toàn cái hù bằng cú Rider Kick này.